Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Thủ tướng đã có văn bản đồng ý thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan trong khu vực hạn chế tại các tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng, Bến Tre, Bạc Liêu. Trong văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Thủ tướng lưu ý việc chỉ thực hiện đối với các phương tiện đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật trước khi lưu hành. Thời gian thí điểm là 3 năm. Lưu ý việc vận hành các phương tiện nêu trên phải tuân thủ quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo. Đoàn tàu SE8 khởi hành từ ga Sài Gòn sáng ngày 21 tháng 4 khi lưu thông qua địa phận tỉnh Bình Thuận vào lúc 8 giờ 50 phút thì toa số 6 bị trật khỏi đường ray, lái tàu đã kịp thời xử lý an toàn và không có thiệt hại về người. Hiện tại, các đoàn tàu Bắc Nam dừng tại ga Bình Thuận và được trung chuyển bằng xe khách 30 chỗ đến ga Suối Kiết, tỉnh Bình Thuận để tiếp tục hành trình. Chi nhánh vận tải đường sắt Bình Thuận xác định sự cố đường sắt này và cho biết các tàu được trung chuyển là SPT2 và 4, SE7 bắt đầu trung chuyển lúc 12 giờ trưa nay. Dự án đường sắt thí điểm Hà Nội đoạn Nhổn ga Hà Nội là tuyến đường sắt đô thị số 3 có chiều dài 12,5 km, được khởi công năm 2010 và có tiến độ hoàn thành đã được điều chỉnh đến tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn, trong đó có cả chủ quan và khách quan, nên đến nay dự án mới thi công được 41% khối lượng công việc. Nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là do năng lực và kinh nghiệm quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư đối với các dự án lớn và phức tạp còn hạn chế. Công tác quản lý hợp đồng với tư vấn Sitra còn nhiều bất cập. Tư vấn Sitra là tư vấn lớn nhiều kinh nghiệm về đường sắt đô thị, nhưng thiếu kinh nghiệm về hệ thống quản lý, quy trình thủ tục ở Việt Nam, dẫn đến quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc. Về nguyên nhân khách quan là do giải phóng mặt bằng chậm, kế hoạch vốn ODA hàng năm không được bố trí đủ, dẫn đến chậm trễ thanh toán cho các nhà thầu, tiến độ thi công bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 21 tháng 4 trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô bán tải và hàng loạt xe máy, khiến hai người tử vong, 5 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tài xế ô tô khai nhận là đã đạp nhầm chân ga nên đã gây tai nạn liên hoàn. Trên đây ngày 21 tháng 4, lãnh đạo quận 1 cho biết qua báo cáo nhanh của công an khi trích xuất camera giao thông, rạng sáng cùng ngày tài xế Trung Nguyên Vinh 43 tuổi ở quận 7 chạy ô tô bán tải trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Khi đến giao lộ Nguyễn Bình Khiêm vượt đèn đỏ gây tai nạn liên hoàn. Theo lời khai ban đầu của tài xế Vinh, khi ô tô bán tải chạy đến giao lộ, tài xế đạp thắng dừng đèn đỏ nhưng nhầm chân ga, tốc độ nhanh khiến ô tô bay qua con lươn gây ra tai nạn nhiều cho xe máy. Đơn vị chức năng cho biết hiện hai người tử vong được xác định đều là nam giới và 5 người bị thương đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện. Trước đó vào khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, chiếc ô tô bán tải mang biển số 51D16333 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ cầu Sài Gòn về quận 1. Khi đến gần giao lộ với đường Nguyễn Bình Khiêm thì bất ngờ mất lái, lao qua giải phân cách sang làn đường ngược lại, húc đổ nhiều cây xanh, một trụ đèn giao thông và tông thẳng vào hàng loạt xe máy đang đứng chờ đèn đỏ. Vụ việc khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Sau đó một nạn nhân đã tử vong trong bệnh viện. Tại hiện trường, một trụ đèn tín hiệu giao thông bị tông gãy, các cây xanh bật gốc khắp nơi, riêng xe bán tải bị hư hỏng nặng phần đầu, xe máy của các nạn nhân nằm khắp nơi trên đường vỉa hè và mặt đường. Đêm qua ngày 20 tháng 4, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên đường Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng thương tích nặng, nguy kịch phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm cùng ngày, nhiều người trong lúc thông đường trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua cầu Lò Gốm khoảng 300m hướng về quận 1, thì phát hiện người nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu ở làn xe ô tô. Cạnh đó là xe máy mang biển số 59P182312 đã hư hỏng do va đập mạnh. Khi người dân đến gần kiểm tra thì phát hiện người này nằm thoi thóp, trên người có vết thương và trong tình trạng rất nguy kịch nên đã báo cơ quan chức năng và cứu thương đưa nạn nhân vào bệnh viện.
Theo như chứng kiến thì trước đó một nam thanh niên đi xe máy nẹt pô inh ỏi, chạy so kè với tốc độ cao trên đường và không lâu sau thì phát hiện nam thanh niên này đã nằm bất động tại đây. Thưa quý vị, sau 3 lần gia hạn vì chậm tiến độ, tới cuối năm 2017, dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ 18 cơ bản đã được nâng cấp xong. Vậy nhưng sau khi hoàn thành, trên đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến người dân lo lắng. Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí có chiều dài 57 km. Sau nâng cấp, khoảng 30 km đường từ thành phố Uông Bí đến thị xã Đông Triều không có làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ. Ngoài ra, trên quốc lộ 18 có nhiều điểm quay đầu bố trí chưa hợp lý. Nhiều đoạn đường dài khoảng 20 mét nhưng xuất hiện hai điểm quay đầu. Tại các điểm quay đầu không có biển báo, không có vạch báo hiệu, không có phản quang hoặc nếu có cũng rất sơ sài. Thanh tra Giao thông tỉnh Quảng Ninh xác nhận, trong quá trình nâng cấp quốc lộ 18, đoạn Bắc Ninh - Uông Bí đã xảy ra bất cập như đặt giải phân cách không hợp lý, không có bảng phản quang, trên đường chưa có cột km, hệ thống biển báo đã cũ, nhiều đoạn đường chưa có vạch sơn kẻ đường. Điều này gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định đầu tư hơn 9.459 tỷ đồng xây dựng cầu cạn dài 5 km từ ngã tư Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở, cùng với đó quyết định mở rộng đường Vành Đai 2 Vĩnh Tuy - ngã tư Vọng thành 8 làn xe. Cụ thể, tuyến đường Vành Đai 2 mở rộng có chiều dài khoảng 3 km, chạy từ cầu Vĩnh Tuy đến nút giao ngã tư Vọng, quy mô mặt cắt ngang đường rộng từ 53,5 đến 63,5 m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vỉa hè mỗi bên rộng từ 4 cho đến 6 m. Cùng với việc mở rộng đường Vành Đai 2, ở dải phân cách giữa rộng 4 m sẽ dùng làm nơi bố trí trụ cây để dựng tuyến đường dài cao hơn 5 km. Đoạn tuyến đường Vành Đai 2 cao trên có điểm đầu tiếp giáp với cả phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm nối tiếp giáp với nút giao ngã tư Sở, phía đường Trường Chinh. Dự án được thực hiện theo hình thức công tư có tổng vốn đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng, trong đó 4.194 tỷ đồng chi cho giải phóng mặt bằng. Hiện toàn thành phố Hà Nội có 3.000 điểm dừng chờ xe buýt. Không ít điểm dừng này đã bị các tình trạng như là xả rác, tập kết rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm. Hình ảnh điểm dừng chờ xe nhếch nhác, lộn xộn, vô tổ chức khiến rất nhiều hành khách đi xe phàn nàn trong một thời gian dài nhưng không hề có sự phản hồi hay động thái cải thiện chất lượng dịch vụ nào từ phía công ty chủ quản. Thùng chứa rác chắn lối ra vào của nhà chờ, án ngữ trên biển báo. Nhiều hành khách đi xe đã đặt câu hỏi, đây là nhà chờ xe buýt hay điểm tập kết rác phế liệu? Không chỉ rác mà nước thải từ những thùng chứa này đen ngòm, chảy lênh láng ra lòng đường, vỉa hè, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bình thường thì em cũng thấy là người ta cũng để những cái xe rác ở gần cái trạm chờ xe buýt ấy. Thì chắc là người ta cũng nghĩ là để ở đấy để người dân bỏ vào cho tiện. Nhưng mà thực tế ra thì người ta để ở đấy thì người dân đi qua thì sẽ đúng là vắt vào đấy và sẽ tạo một cái mùi cho những người ngồi ở trạm xe buýt đấy. Tại những điểm dừng chờ gần bến xe, bệnh viện, trường học hay các trung tâm thương mại, quán ăn, tình trạng này còn nghiêm trọng hơn. Nó ảnh hưởng là cái chỗ mà người ta chờ như thế thì nó có mùi vị này, hoặc là những lúc mà di chuyển lên xe. Nhiều hành khách đã từng phàn nàn, đứng chờ xe buýt như một cực hình và cũng đặt câu hỏi, liệu họ còn phải hưởng một dịch vụ vận tải công cộng với chất lượng tồi như thế này đến bao giờ? Cái trách nhiệm lớn nhất là của các công ty xe buýt của Hà Nội thôi. Đấy là cái tài sản sở hữu của họ thì họ phải quan tâm cái việc đấy và họ phục vụ, họ làm dịch vụ để họ cung cấp cho người dân. Họ còn được trợ giá của nhà nước mà thì họ phải quan tâm và họ có trách nhiệm để đảm bảo cho những cái đấy. Có nhiều nguyên nhân để dẫn đến thực trạng trên. Do ý thức người dân xả rác, do ý thức của công nhân vệ sinh. Song thử hỏi, đơn vị chủ quản đã thực sự sát sao trông coi quản lý những nhà chờ này hay chưa? Hay do độc quyền nên không cần quan tâm? Khi mà cung cấp một dịch vụ yếu kém như hiện nay, thì việc người dân dần xa rời với loại hình phương tiện này là điều không quá khó hiểu. We'll be right back.
ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Vì lợi nhuận, bất chấp các quy định, nhiều phương tiện xe khách đã ngang nhiên chở nhiều loại hàng hóa nhưng không kiểm soát. Điều này đang khiến nguy cơ cháy nổ xe khách tăng cao trong dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thậm chí có những phương tiện xe khách ngang nhiên chở xe máy không rút xăng trong quá trình vận chuyển. Ghi nhận của VTC 14 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình. Chiếc xe khách Thương Hảo có điểm xuất phát từ bến xe khách Nước Ngầm, thành phố Hà Nội. Khi cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, lái xe khẳng định luôn chấp hành tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra khoang hàng hóa có đủ chủng loại được ký gửi và niêm phong cẩn thận. Thậm chí trong khoang còn chở cả xe máy, lái xe khẳng định chắc nịch xăng đã rút hoàn toàn trong bình xe máy. Ban quản lý bến xe kiểm tra đầy đủ, rời bến kiểm tra tháo xăng hết về cho bỏ lại xe. Chấp hành rất đầy đủ trước khi rời bến. Vậy nhưng thực tế, khi cảnh sát giao thông yêu cầu đưa xe máy ra ngoài để kiểm tra, thật ngạc nhiên, kim xăng báo bình xăng còn tới 2/3 bình. Lái xe mở nắp thì xăng vẫn đầy bình. Khi cảnh sát giao thông yêu cầu rút xăng thì cả lái xe, phụ xe cho xe máy nằm nghiêng để xả xăng ngay ven đường, ngay cạnh xe khách đang nổ máy. Vẫn còn tồn tại một số cái vấn đề là chủ quan về cái vấn đề là chở hàng hóa trên xe cũng như là trong như vừa rồi có cái trường hợp xe 37 chở xe máy trong xe trong hầm chở hàng, thì cái này nó là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn rất lớn về cháy nổ. Trung tá Tám cũng cho biết, thời gian qua phát hiện khá nhiều trường hợp xe khách chở hàng hóa nhưng lại không kiểm tra tình trạng hàng hóa được ký gửi. Thực tế trên khiến cho nguy cơ về cháy nổ xe khách luôn tiềm ẩn. Qua kiểm tra và xử lý thì chúng tôi đã có những cái nhắc nhở và cảnh báo đối với lại lái xe, chủ xe và chủ hàng và tất cả hành khách đi trên xe về cái ý thức là nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với lại bản thân, đối với cộng đồng, làm sao đảm bảo an toàn. Những vụ cháy hay nổ xe khách thực tế đã từng xảy ra, mà nguyên nhân chính vẫn là do chủ xe, lái xe phớt lờ hoạt động kiểm soát hàng hóa. Hệ quả, người thì bị thương vong, còn phương tiện thì hư hỏng nghiêm trọng. Bản tin giao thông an toàn ngày 21 tháng 4 của VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại với những bản tin tiếp theo. We'll be right back.